Tối ngày 13 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi các y bác sĩ Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách mô hình chăm sóc F0 ở cộng đồng tại quận 10. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đây là mô hình rất hay và hiệu quả mà Thành phố Hồ Chí Minh đang cần. Đồng chí chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải sớm nhân rộng mô hình này ra toàn thành phố. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình này giúp bác sĩ nhận diện tình trạng bệnh để chuyển viện đúng tầng, làm giảm tải các khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19, xử lý kịp thời những trường hợp F0 trở nặng, giúp tăng cơ hội sống cho người bệnh. Mô hình có đội tư vấn sàng lọc F0 từ xa sẽ chủ động liên lạc với F0 đang cách ly tại nhà. Một tổ tư vấn chỉ cần một bác sĩ và 2-3 sinh viên khoa y tham gia tư vấn cho nhiều F0 tại nhà. Trước đó, chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến kiểm tra điểm tiêm vaccine tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Khương, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Ở đây, một số người dân ban đầu có lo lắng nhưng sau khi nghe tư vấn đã an tâm hơn và đến tiêm ngừa để giúp bản thân gia đình an toàn hơn. Theo quy trình, người dân được tư vấn để biết trước loại vaccine sẽ tiêm. Trong ngày 13 tháng 8, có nơi chưa thực hiện tốt việc này. Một số người dân đến điểm tiêm mới biết nên bỏ về. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải thông tin trước loại vaccine để người dân biết và quyết định. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại quận 11. Tại đây, đồng chí biểu dương những nỗ lực, cách làm sáng tạo. Đó là việc huy động được các nguồn lực trên địa bàn với sự tham gia của 200 y bác sĩ tư nhân, thuê máy X-quang di động để đi khắp các nơi chụp hình phổi cho F0. Nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với thử thách rất lớn, đồng chí Nguyễn Văn Nên động viên địa phương tiếp tục nỗ lực kiểm soát dịch bệnh thông qua việc thực hiện triệt để giãn cách, giữ vững và mở rộng vùng xanh nhiều hơn để đến ngày 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch bệnh.